Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ meeting kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, 90 năm truyền thống vẻ vang là niềm tự hào và là nền tảng để Đảng ta tiếp tục đảm trách sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng đất nước, kế thừa truyền thống của Đảng. Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Học viện đẩy mạnh đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, hiệu quả, lấy cả giảng viên và học viên làm trung tâm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật học đường. Nhân dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chính thức phát động phong trào thi đua năm 2020 trong toàn hệ thống học viện với chủ đề Dân chủ, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả.